xin chào toàn thể bà con nha. Thì chúng tôi có thể tích là 100 khối nước, tức là chiều dài 6m, chiều rộng 6m, thì chúng tôi đang nuôi được bình quân là khoảng 4 tấn rưỡi cá trên một cái lồng đấy. Và có những lồng đột biến, lồng nuôi được năng suất cao hơn, có thể lên đến 6 hoặc 7 tấn cá. Ở ngoài sông này chúng tôi phải cho cái thuyền và cho xe ô tô lên thuyền để ra để mà bắt được cá ở ngoài này, và sau đấy vận chuyển vào các chợ đầu mối, các nhà hàng để cấp cho các nhà hàng. Các bác nhìn thấy cá có thích không? Quá đẹp nhỉ. Thu hoạch cũng rất là dễ vì nó nằm trên lồng, chỉ cần kéo lưới lên và chúng ta chọn những con to. Cá bé dưới 2kg thì thương lái thường sẽ là không mua, thì chúng ta sẽ thả vào cái lồng kế tiếp để nuôi. Đấy là mô hình nuôi cá lăng trên sông. Hy vọng các bác là ủng hộ cho thủy sản 365. Các bác nhấn đăng ký kênh và ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi ở phần bình luận dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.